mức độ số 8 ạ. 9.5. Dạ. 8.10. 8 điểm nha. Dạ rồi, em rất cảm ơn ạ. Xin chào mọi người, hiện tại Quýt đang đứng tại Thái Sumo chi nhánh 616 Nguyễn Oanh. Như mọi người đã thấy, hiện tại lầu Thái Sumo đang rất là đông khách vì bây giờ là thời gian cao điểm, hầu như là full bàn luôn, khách đang thưởng thức món rất là ngon và vui vẻ. Hôm nay mình sẽ phỏng vấn bất ngờ với các vị khách thân yêu của Thái Sumo, xem mọi người nghĩ về chất lượng cũng như là các món ăn của Thái Sumo như thế nào. Mình cùng đi theo Quýt nhé. Thì cho em hỏi là về phần chất lượng về món ăn bên của em thì anh cảm nhận như thế nào ạ? Em thấy các loại viên nó khá là ngon và hợp vị. Thì tất cả các món ăn bên đây đều ngon. Thật ra em đã đến quán này rất là nhiều lần rồi. Một trong những cái mà em thích nhất ở đây á là nước chấm. Ở đây có một vị nước chấm mà em cảm thấy là nó rất là ngon và nó giống như là gọi là món đặc biệt để mà nhận biết là của Sumo. Em thấy ăn món ăn ở đây rất là độc đáo. Nó đều có một cái ấn tượng gì đó làm em muốn quay lại. Em thấy nước lẩu há là hợp vị của em. Ăn rất là vừa miệng ạ. Cá viên thì rất là nhiều luôn. Rất là phong phú. Dạ em thấy vừa ăn cái phần diện nước lẩu gì khá cay á. Hôm bữa em ăn thì nó hơi cay với em. Thì hôm nay là em ăn nước lẩu Thái với lại nước lẩu tôm dâm. Thì em thấy vị vừa. Mức độ số 8 ạ. 9.5. Dạ. 8/10. 8 điểm nha. Dạ rồi, em rất cảm ơn ạ. Như mọi người cũng thấy là mỗi người một khẩu vị cũng như là một sở thích khác nhau, nhưng đa số mọi người đều tìm được điểm chung tại Thái Sumo, đó là các viên cực kỳ đa dạng, nước lẩu thì đậm đà, nước chấm thì cực kỳ cuốn và thêm nhiều loại bò thượng hạng cũng như các món ăn kèm và nước khác ạ. Mọi người ơi, hãy nhanh chân đến Thái Sumo để chọn món ăn mà mình yêu thích nhất nha.